Chào các bạn, mình hướng dẫn tiếp nha. Đang hướng dẫn thì điện thoại của mình hết pin nên mình phải tách ra làm hai video. Mình móc mũi trượt tới đây rồi thì các bạn lại đâm ngược kim từ dưới lên, kéo sợi qua. Và bây giờ mình lại trượt qua cái phần quai này nhé. Tới đây các bạn lại kéo sợi về đằng trước đó. Thì như vậy cái phần dây của mình đã ở bên ngoài rồi. Thì với cách móc này thì các bạn khâu cái phần lông, nếu như mà sau này các bạn không muốn sử dụng lông nữa thì các bạn có thể cắt chỉ thì mình vẫn đi được dép bình thường, hoặc là các bạn muốn thay màu khác, màu lông khác hoặc là trang trí khác thì các bạn có thể tháo ra dễ dàng. Nhưng các bạn đừng có nên gắn keo thì khi các bạn muốn thay thì nó sẽ làm xấu chiếc dép của mình. Thì tốt nhất là mình nên sử dụng sợi chỉ mình khâu thì nó sẽ ok hơn. Keo thì dán thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà một thời gian thì nó sẽ bị bong rồi nó sẽ làm xấu đi cái phần quai móc của mình. Mình thấy dán keo lên phần móc rất là tiếc, tiếc cho cái công mà mình bỏ ra để mình móc. Móc mũi trượt, sau đó mình cắt sợi là mình đã kết thúc xong phần móc rồi. Bây giờ mình đi, mình giấu cái phần sợi thừa này đi. Cứ giấu qua giấu lại làm sao cho cái phần dây của mình nó không có bị tuột. Bây giờ mình sẽ cắt và mình đốt. Mình dùng cái phần cây hộc quẹt, mình sẽ miết thì cái phần dây của mình nó sẽ dính chặt vào dép và nó sẽ không bị tuột. Thì đây là phần dép mà mình móc xong đó. Thì với cái cách móc này các bạn có thể thực hiện được ra hai kiểu móc, một là móc trơn thì mình cũng có thể có được đôi dép đi giống như thế này, cũng rất là xinh xắn. Kiểu thứ hai là các bạn sẽ dán lông thì mình sẽ có được kiểu đi như thế này thì nó sẽ điệu hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu miếng lông ở đây nhé. Đầu tiên các bạn sẽ đo cho mình phần ở giữa bằng 5 cm này. Phần bên cạnh các bạn móc tới đâu này
8 cm này, phía bên trong 7 cm. Thì đây là phần miếng lông của mình. Thì các bạn sẽ đặt miếng lông nó theo hướng từ trên xuống như thế này thì chiếc dép của mình nó sẽ đẹp hơn. Các bạn sẽ đo từ bên đây qua 12 cm, 15 cm, 0 cm. Thì các bạn sẽ dùng cái băng keo này, các bạn chấm chấm cho cái phần lông nó rụng, nó sẽ bị dính ở đây. Đó, mắt mình thì không nhìn thấy nhưng mà thực tế thì lông nó rụng rất là nhiều. Một đầu là 8, một đầu là 7. Các bạn đo cho mình, đánh dấu. Lông rụng quá trời rụng luôn. Các bạn sẽ nhặt cái phần lông rụng ở phía viền này đi. Xong các bạn nhét luôn vào bịch để nó khỏi bay ra nhà nhé, không nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy lông là lông. Khi mà làm việc với lông này nè, các bạn nên đeo khẩu trang, tại vì bụi nó bay vào mũi thì mình sẽ dễ bị ho. Sẽ đặt miếng lông theo chiều từ trên xuống. Dư quá trời dư. Mình sẽ ướm vào đây này. Kéo miếng lông theo cái chiều cái quai này, kéo căng ra nhé. Đây, chiều này thì vừa rồi. Bên trên này nó sẽ đi chéo như thế này. Thì mình sẽ cắt. Mình dùng tạm cái kẹp mình kẹp vào. Bây giờ mình sẽ cắt miếng lông chéo lên để mình bỏ đi cái phần này. Và bên đây mình cũng cắt chéo lên. Đó.
Mình cũng cắt chéo như thế này. Và ở đây cái phần lông đây, các bạn sẽ cắt để lại 5 cm. Đấy, các bạn thấy miếng nó chéo như thế này nhé. Các bạn sẽ lựa chiếc kéo cho phần lông. Luôn. Các bạn nên sử dụng loại lông bóng mượt để nó không có bám bụi, bằng mấy cái loại lông mà nó không có mượt nhé thì nó hay bị bám bụi hơn cái loại lông này. Các bạn ướm thử vào đây này, thấy nó vẫn dài hơn. Mình đo lại cái phần lông bên đây 5 cm, lông bên đây dài hơn. Cắt tiếp, lựa kéo này đẩy phần lông kia để nó không có bị đứt. Hốt bỏ bịch luôn, không cho chúng nó thoát. Nó bằng rồi, bây giờ mình sẽ đi mình chỉnh cho cái phần lông của mình nó đều và nó đẹp hơn. Thì mình sẽ lật ngược lên mình cắt. Các bạn dùng tay các bạn miết 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 cho phần lông này nó rụng. Có lông là hốt liền nha, không mà nó sẽ bay khắp nhà, chỗ nào cũng chỉ thấy lông thôi. Rồi các bạn đặt lên đây, các bạn nhớ là mình sẽ đặt cái phần lông hướng từ trên xuống dưới. Các bạn nhìn thấy đều rồi thì bây giờ mình sẽ khâu.
Mình sẽ khâu mẫu này, thực hiện rất là nhanh, nó chỉ lâu cái phần lông lá thôi. Trong một tối các bạn có thể thực hiện được một đôi này. Đâm kim vào sợi này, luồn sợi vào giữa cái phần chỉ này. À quên, luồn kim chứ. Đó. Rồi bây giờ các bạn khâu để các bạn lựa kim khâu đâm vào, lui lui ở bên trong nha, đừng bâm sát mép bên ngoài nó sẽ bị tuột. Tỉa 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 cái lông ra để mình đâm thì nó không có bị gì ta, bị co trụm lông lại một chỗ, nó không có tản đều ra ấy. Thì mình lựa lựa cái kim, mình tản lông ra để mình nhét được cái kim xuống dưới thì sợi chỉ nó sẽ không có đè lên cái phần lông của mình, thì cái phần lông nó sẽ đều hơn. Các bạn cứ khâu qua khâu lại nhiều lần cho cái phần lông của mình nó được bám chắc. Bám chắc vào cái phần quai móc của mình thôi. Sau đó các bạn sẽ để sát cái phần này, lông này vào bên trong cái phần miếng móc. Này. Các bạn sẽ khâu từ bên đây qua. Các bạn khâu, các bạn để một cái đường móc ra ngoài thì nó sẽ đẹp hơn là mình phủ kín lên.
rồi mình khâu một đường ở đây. Sau đó mình khâu một đường qua bên đây là mình đã kết thúc xong cái phần khâu lông nhé. Sau khi khâu xong rồi thì các bạn sẽ dùng lược các bạn trải lông. Để cho cái phần lông là nó rụng đường nữa thì nó sẽ rụng nốt. Đấy. Các bạn cứ trải trải khi nào mà không có lông rụng thì thôi nha. Khi mà nó đã rụng hết rồi thì sau này nó sẽ không có rụng nữa đâu. Rồi, bây giờ mình đi vào chân nha. Dép móc thì đi các bạn sẽ dùng tay các bạn kéo từ từ lên. Thì như vậy nó sẽ lâu giãn hơn. Còn nếu mà các bạn móc mà các bạn để chân vào một phát nó được luôn thì đi nó sẽ rất là nhanh giãn. Đó, các bạn cứ móc ôm chân thì mình dùng tay mình kéo lên thì độ co giãn của nó sẽ ít hơn. Mình đã hướng dẫn cho các bạn xong mẫu dép lông. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đôi dép để đi trong văn phòng, không có đi ngoài trời mưa thì lông của mình nó sẽ khô và nó sẽ được lâu hơn. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần hướng dẫn tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.